Dạ con chào cha, chào cộng đoàn, con Maria Phạm Thị Như ở giáo họ Vinh Sơn, giáo phận Xuân Lộc. Dạ thưa cha, năm ngoái chồng con đi làm á, khi đi đằng sau xe ô tô khách á, bị xe ô tô nó lùi lại, cái nó lùi chồng con cái chui vào trong gầm luôn. Cái chồng con điền về cái nói cái con sợ quá, con nói này Chúa, xin Chúa thương xót chồng con. Cái con chạy lên thấy may quá, anh ấy ra được khỏi gầm xe. Và con cháu đi bệnh viện là chỉ bị xẹp hai đốt sống lưng thôi. Và con xin Chúa giờ đã khỏi ạ. Dạ một ơn nữa là chồng con bị đau bụng á, mà đau lâu lắm, mà đi khám hết tất cả các bệnh viện luôn mà không hết. Xong đi lên trên đây xin Chúa rồi xin nước về uống rồi từ từ khỏi, lúc nào không biết luôn. Giờ hết bệnh luôn ạ. Con xin cảm ơn cha. Xin cha chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ chồng con là Vinh Sơn, Trần Đình Dương. Dạ chồng con Tân Tòng á, trước theo con tại bên nhà con là bên đạo Phật, nhưng mà anh ấy là trưởng trưởng họ nên là gia đình không đồng ý đâu. Xong lúc sau cứ quyết tâm cứ theo bên công giáo mình ấy. Giờ anh con chỉ cầu xin Chúa là sao để cho anh vững tin để theo Chúa đến hết đời thôi. Con tạ ơn cha. Con? Dạ con là đạo gốc ạ. Rồi con làm gương cho anh làm gương cho con. Dạ, Chúa làm gương ạ. Hallelujah. Mạnh lên, hallelujah. Thế cao lên. Yêu thương là chu toàn. Yêu thương là chu toàn. Yêu thương là chu toàn. Chúng ta thấy cái câu trả lời ấy. Ai làm gương cho ai? Dạ, Chúa làm gương cho chúng con. Nhớ như Phaolô nói, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vì yêu thương Cha mà chu toàn lập, chu toàn điều mà Cha muốn là xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại. Vì yêu thương mà Chúa Giêsu chấp nhận chết trên cây thập giá, không kêu ca, không trách móc, không cảm rảm, không phàn nàn, không oán than, không oán trách. Vì yêu thương thôi. Còn nếu mà không yêu thương thì chắc chắn cái chết của Chúa Giêsu không có nghĩa gì và không đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Anh chị em cũng thế. Những người đạo gốc hãy vì tình yêu thương mà để cho Chúa chiếm hữu mình. Rồi người Tân Tòng, người chồng hoặc người vợ Tân Tòng của mình sẽ nhìn vào mình và cũng sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn. Đây cho gửi cho chồng con một người Tân Tòng cái máy 365 bài giảng nha. Rồi con đưa cho chồng con, và đây là con cái cây quạt để vợ chồng quạt cho nhau, và nhớ nhắc nhở ngày 13 đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thứ hai 13 tháng 11. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông.